thứ nhất là đây là con cá đông lạnh, nó sẽ khó chín hơn nhé mọi người nhé. Cừa nó sẽ dễ chín hơn mà nó ngấm gia vị. Và cái thứ hai nữa là nó là cá biển, thế nên là không biết là nó mặn sẵn không, chắc là mặn sẵn đấy nhỉ. Chỉ sợ là ướp mặn quá là mất ngon đấy. Tành như cá mè. Chắc là không ngon. Nếu mà em ngon, nghĩ là ngon đấy. Nếu mà ngon, tại vì mấy cái món này khó ăn ngon thế mà. Ừ, nếu mà ngon thì làm có cái giá đấy. Đúng không? Đúng rồi. Anh nói cũng có lý. Nhà ai làm cưới nhỉ? Thôi ướp qua thôi, ướp qua thôi. Đừng đấy quá sợ nó mặn. Không mặn đâu anh ạ. Con sống nhờ làm gọi cá nhờ sashimi. Bao giờ hết dịch anh em bọn em sẽ tổ chức một buổi đi party ngoài biển câu cá lên làm sashimi. Câu mực ấy, phải nhất câu mực sẽ thuê du thuyền đi câu mọi người. Thuê nguyên cho mọi người con du thuyền với một dàn chân dài. Trông giống con cá chuồn chuồn, cá chuồn chuồn ở biển bay hết đấy nhỉ. Đi câu cá ngoài biển xong rồi uống sashimi. Câu mà sống nhỉ. Câu mời câu được con cá ngừ nhỉ. Mày lắm ấy. Ăn sashimi cá ngừ. Cá ngừ vây xanh. Rồi. Để cho nó ngấm gia vị một lúc rồi nhé. Cho vào nướng nhé. Một lúc đã, rồi bây giờ sẽ ngồi bé ngồi đây canh rồi, ngồi canh đây để anh đốt lửa. Ok. Đấy, đây nha mọi người nha, đây là con cá chuồn con cá thu mà anh em mình đã làm xong nha. Bây giờ sẽ anh còn đứng cho đầu này nó ngốc lên. Đấy rồi, đem trứng sang đây, đem trứng sang đây, đem trứng. Đấy. Trứng đâu? Đấy đấy. Đây. Trứng này, lấy dao với đấy để úp cái trứng nó lại. Trứng với dạ dày nó nha mọi người nhá. Cái này sẽ cho vào đây. Đó. Riêng cái khoảng bầu trứng này ăn chắc là phê lắm đấy anh em ạ. Một mảng thôi đấy, úp lên đây, úp lên đấy, không cần úp trứng, không cần úp trứng, trứng nó lâu chín hơn đó. Ok rồi, sẽ nướng như đúng như cái những cái video trước anh em mình nướng chấm đen nhé mọi người nhá. Úp lại và chờ đợi nó chín đấy. Đấy kia chắn vào những cái chỗ hở. Đây đây. Rồi được rồi. Chắn cái gió để cho cái nhiệt nó giữ tốt nhất nha mọi người nhá. Thế này nữa đây. Thì nó sẽ ngon lắm đấy mọi người ạ. Rồi, ok bây giờ chỉ có chờ đợi thôi. Chờ đợi, mình nghĩ là cái cá này nó sẽ nhanh chín hơn đấy, tại vì cái thịt nó mềm lắm. Nó mềm. Nhưng mà chỉ sợ là nó lạnh, lúc nó lạnh nó chưa hết lạnh thôi. Nhưng mà mình ngâm nước thì cũng khá là hết rồi. Khá là đỡ rồi. Đợi thôi. Đấy. Test thử xem sau khoảng 20 phút nó như thế nào nhé mọi người nhé. Ôi, chưa chín. Chưa ăn thua mọi người ạ. Ôi, ruột được rồi. Chưa ăn thua. Ruột chín rồi. Ừ, khả năng ruột chín. Trứng thì chưa chín. Trứng thì chưa chín đâu. Hãy cắt con ruột trước nhỉ. Chưa chín nốt. Chưa chín. Đấy, úp lại tiếp nhé mọi người nhé. Đây là đông tây kết hợp nha mọi người nhá. Ở dưới cái lượng nhiệt nó tỏa lên hơi ít, thế nên là mình quyết định là chơi thêm cả ở trên nữa để cho nó chín đều con cá mặt trên nữa. Mặt trên nó sẽ không có nhiệt lắm bằng mặt dưới, thế nên là
chơi lên mặt trên vài mùi rơm nữa cho nó nóng bỏng luôn. Bắt đầu em ngửi thấy mùi thơm lắm đấy ạ. Chắc là ngon lắm đấy mọi người ạ. Và sau đây sẽ là kết quả của việc Đông Tây Y kết hợp nha mọi người. Thơm lắm này ạ. Giống kiểu em ngửi thấy giống mùi cá cắn thu kho ấy. Cá thu kho ấy. Đó, có bác. Hơi thì đã ngắn rồi mà thích thể hiện là nào, đấy nha. Nóng. Phỏng. Wow. Được đấy anh ơi. Nhìn ngon như nhìn trứng này. Trứng nhìn trứng này. Lòng này. Đó. Wow, bây giờ làm sao để cho nó ra cả con ra đây nhỉ? Đắp cái này lên. Cả con ra đây này. Đắp đây, cầm kia. Cầm bên này kia. Nào. Nào, ra. Ê. Ê. Mắc. Rồi, ok. Ôi giời ơi. Hấp dẫn chưa mọi người ơi? Tuyệt vời đấy nha. Ui trứng nó này. Để thế này mà ăn anh ạ. Ờ, để nữa. Chín hết rồi nha mọi người nha. Chín đẹp luôn, da nó giòn này. Ấy, ấy. Ấy, ấy. Đấy, Đông Tây kết hợp quá là đẳng cấp luôn. Thơm nha. Đây. Đi, anh em mình lấy tẩm ăn đi. Cho vào vườn rau này. Hái rau luôn. Ok nha mọi người nha. Quả cá nó gọi là gì nhỉ? Cá thu úp nồi đốt chảo. Đã thành công rồi. Chờ nhân cái đến cái giây phút này. Xem ở bên dưới nó có cháy không đã nhá. Nào, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Này, không cháy nhá. Đấy, thấy chưa? Vàng vừa khéo đẹp nhá. Mình không muốn bóc lên nữa để nguyên đây để ăn cho nó sang mồm. Đấy. Đây. Bây giờ sẽ test cái hai cái bầu gọi là bầu trứng. Lưu đạn. Ui. Nè. Trời ơi. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon chưa mọi người? Thử xem nào. Vừa muối chưa? Nhìn như kiểu ai cái xúc xích kia nhỉ. Ăn như lạp xưởng. Ngon. Không. Cái vỏ nó dai. Đắng đắng ấy. Chắc của chỗ của anh bị ngấm mật. Dính mật sao? Tuấn này bị vỡ mật hay sao ấy? Bầu này bị vỡ mật hay sao anh em ạ? Đặc trứng lắm mọi người ạ. Được. Trứng khá là ok nhé mọi người nhé. Nhưng mà nó đặc đặc kiểu gì ấy nhỉ? Nó mặn kiểu biển ấy. Nó mặn kiểu vụi. Hay là sợ. Bây giờ sợ nhất là cái là mình ướp con cá nó bị mặn. Đây mình sẽ sợ. Bỏ ra. Đây chỗ nào da giòn nhất này. Đây. Đây. Đây chỗ này này. Đấy. Đấy thấy tiếng chưa? Già nó lại úi rồi. Úi. Món này chắc ăn thử cơm mà. Em lại thử đấy. Em thử đấy. Ăn nó cũng bở bở đấy. Cũng ngon nhưng mà không ngon bằng cá mình cả. Em thử món này, quả này dậy thịt luôn này. Cá này được thế á. Hả? Ăn giống là chú vị kho luôn á. Tại vì cái vị đặc trưng của cá này rồi. Thằng thích cá này khó mọi người ạ. Kho cũng ngon mà. Nướng cũng đấy đấy. Đây là bộ ruột đó nhá. Mình, anh em mình là thích nhất là cái ruột cá. Tại bộ ruột nó, tức là những cái gì ngon ấy thì là phải xuất phát từ trong tấm lòng phát ra. Đấy. Nó sẽ vừa ngon vừa gì nhỉ? Tấm lòng đẹp là một tấm lòng ngon. Đó. Tấm lòng mà không đẹp thì nó biết đấy. Ngon phết. Ngon. Nó ăn nó cứ hay hay kiểu gì ấy. Nó đậm đậm ấy. Lòng cá. À, tí nữa anh em mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để có một tấm lòng đẹp. Tức là trị bệnh dạ dày ấy. Nó gọi là bình thường mọi người hay bị
trong ngực dạ dày đấy. Nhưng mà ăn vào hay bị chớ chứ. Để có một tấm lòng đẹp cứ tin mình. Ngon, ngon mà. Nhưng này ngon hơn trứng. Anh em mình có công thức gia truyền của dân tộc Mường chuyên trị những gọi là tấm lòng xấu để mang lại một bộ lòng đẹp. Đó. Những cái con cá ở nước biển này mọi người càng phải nên ăn. Không phải nên ăn mà nên ăn hơn cá nước ngọt. Tại cái nước bốc ngọt là nhiều con ăn cá ăn bẩn hơn này. Ngoài biển thì nước nó sạch. Không phải. Nhưng mà nó vẫn không được ngon bằng bằng ruột ruột cá trôi. Giống ruột, giống hệt ruột cá trôi luôn này. Nhưng mà không được ngon lắm bằng ruột cá trôi luôn nhá. Ruột tại... ngon nhất á. Ruột ngon mất mà nấu lên ấy. Nấu với mẻ các kiểu á. Ruột cá lóc. Này, ngon nhất ấy là dạ dày cá. Chim á? Không, dạ dày cá cá nheo. Đấy, chuẩn, dạ dày cá nheo suối. Úi dồi ôi. Để test thử xem cái dạ dày con này xem nào nhá. Con này có bị trong ngực dạ dày không nhỉ? Xem nào. Ok. Ui, nướng khô luôn. Em nhá. Giòn rất đấy. Giòn. Giòn giòn. Con này dạ dày, không bị dạ mỏng. Ui. U. Con này bị u dạ dày thôi. Không được, phải chữa ngay. Chữa ngay. Ruột thừa. Ruột thừa. Ruột thừa thì chịu rồi. Giờ mình sẽ đả cái cánh con cá này nhá. Nào, lên em ơi. Để em nằm. Nào giữ. Giữ. Ui, bà, giữ. Đấy, giữ nha. Ấy. Wow. Nhìn hàng kìa. Hàng bị cháy không? Táo vào tay. Rồi. Ui dồi. Đó. Không bị cháy nha mọi người nha. Rồi. Ui, bốc hơi này. Nhưng mà cá này kho sẽ ngon hơn là nướng đấy. Có riềng ngon lắm đấy. Wow. Biết thế anh em mình nướng riềng mẻ nhờ. Nướng riềng mẻ thì hợp lắm đấy. Riềng mẻ hợp. Tại cái ông bán cá mà. Bán cá bảo là nướng mọi. Nướng không, cho lên nướng không gia vị. Nó nhẹ ướp riềng mẻ thì ngon. Nhưng mà nướng thế này cũng gần như nướng không. Tại vì gia vị của anh em mình rất là nhạt. Mình cho rất là nhạt. Ăn, ăn cũng ngon à. Khá là ok. Ăn thịt vậy à. Nếu mà so với giá, về giá 80.000 một cân. Với lại cá chấm đen. Thì cá chấm đen ngon hơn. À mà chấm đen hơn 100.000 một cân. Cá chấm đấy. Cá chép, so với cá chép đi. Vậy cá chép thì cá chép mà ngon hơn. Hay là mình ăn đồ biển nhiều nó ngán nhỉ. Cái này mà kho ngon hơn cá chép. Kho ngon, ngon hơn chấm đen nữa. Nói chung là tùy cách chế biến mọi người ạ. Không thể không thể gọi là không thể phân ra, không thể khẳng định được là con này không ngon bằng con cá chép được. Tại vì có nhiều cách chế biến không. Con cá mè nhá. Con cá mè là con cá rẻ, có mười mấy nghìn một cân thôi. Nhưng mà con cá hơn cân, con cá mè hơn cân ấy, rơi vào độ tầm 20.000. Làm gỏi ăn ngon hơn cả cá hồi. Đấy. Nhưng mà lại tùy khẩu vị nữa cơ. Đấy. Nó không thể khẳng định những cái gì được. Đây. Mao Đệ thích nhất là mút mắt. Vâng, mình sẽ ui mắt cá ngư đại hương. Mắt giống mắt cá ngư này. Ui, mình sẽ bóc nguyên để im để cho Mao Đệ nó thưởng thức nguyên một cái mắt này nhá. Cẩn thận nổ nước nhá. Không được nổ nước. Đừng có nổ. Mắt lợn mắt liễu này, không được nổ nước. Thôi, ui. Ui. Từ, hai miếng rau đi không đấy. Hai miếng rau đi tao thổi cho. Thổi cho Mao Đệ nó sẽ làm cả quả mắt này nhá. Thôi. Nguội một tanh mất à? Nướng lên không tanh mấy đâu nhá. Có làm tí muối không? À, không tanh. Không tanh đúng không? Úp lại, nhìn cho nó. Không, ngửa ra. Đấy, cắn. Ngửa ra cắn nó mới phập một phát. Quấn cái này xuống đấy để cho mọi người nhìn rõ con mắt. Cho một ít muối to, muối hành lên. Ui, mặn chết cha mày. Mời tất cả mọi người nha.
Ui dồi, hoài bố cái óc mát rồi.